Ok, hát xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với... Sao lúc nào mình chào mình cũng gặp mấy cái trường hợp này vậy ta? À, không hiểu luôn mọi người. Thôi kệ nó đi. Chào lại nha mọi người. Ok, hát xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn 1.20 tập tiếp theo. Và như các bạn đã biết, tập trước mình... Khoan. Mình vừa thấy cái gì đó. Cái gì nữa vậy? Ê, tính ra là mình giết tụi nó vào tập trước rồi đó, các bạn còn nhớ không? Mà tụi nó lại xuất hiện các bạn. Thì trong lúc ợp mình đã có đi chặt rất là nhiều gỗ rừng để mà tạo ra cái vòng thành như vậy mọi người ạ. Để bao quanh xung quanh cái dân làng lại ha, rất là rộng luôn. Và mình còn rất là nhiều chỗ trống để xây dựng ở trong dân làng nữa nè mọi người. Thì mình sẽ đào mấy cái block ở ngoài cho nó không sát vô cái tường ha. Để mà tụi zombie các kiểu nó không leo vô được mọi người ạ. Bây giờ thì mình cùng các bạn vô xử lý tụi nó nha. Mình còn rất là nhiều gỗ tre nè mọi người. Mình chặt gỗ tre với lại gỗ rừng nhiều lắm. Và mình đã phát hiện con đường cuối cùng gần nhà mình rồi mọi người ạ. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Trước hết là mình vô mình giết mấy tụi này đó. Sao tụi này nó xuất hiện hồi vậy mọi người? Không lẽ nó muốn chiến tranh với mình ta? Có thể là nó biết mình xây dân làng ở đây mọi người ạ. Cho nên là tụi nó vô thám thính trước mọi người ơi. Ôi, sao mấy ông ác vậy? Tôi bắt dân làng về đây tôi bảo vệ rồi, mấy ông còn qua mấy ông bắt lại là sao? Sao mấy ông bóc lột dân làng vậy? Rất là nhiều thứ linh tinh trong rương của mình luôn mọi người ạ. Và mình vẫn còn xây vài thứ nữa nha. Nói chung là trong lúc ợp mình chỉ làm cái vòng thành này thôi mọi người ạ. Và báo cho các bạn một tin vui, đó chính là dân làng đã sinh sản nha. Mình đã cho dân làng ăn bánh mì và thành quả. Ê! Mình quên cái gì đó rồi mọi người à. Sứa bo. Ok, không sao mọi người ạ, mình chỉ cần lắp cái chỗ này. No, đi vô nhà. Mau, đi vô nhà mau. Trời ơi, đi vô nhà mau. Ok, đi vô nhà rồi, đóng cửa lại. Rồi, được rồi mọi người, như vậy thì mình có thể tiêu diệt mấy ông dân làng ép một cách bình thường luôn. Không sao đâu mọi người ạ, mình bảo vệ dân làng kỹ rồi. Thế thì kiếm vài cái tô tầm nữa thôi. Đơn giản, đúng không mọi người? Ơi, cái con vẹt nó nhái tiếng dân làng ác được luôn á mọi người ạ. À. Và nhiều bạn để lại comment là: anh ơi, anh thay cái lồng vẹt bằng gỗ rừng đi. À, là cái cửa sập ấy. Thì mình thấy cái gỗ này cũng đẹp mọi người, nó khá là giống cái dàn giáo á. Nó hợp màu hơn. Nếu mà mình thay gỗ rừng vô thì nó không đẹp đâu mọi người ạ. À. Tụi mày dám phá hoại nhà tao hả? Lấy trứng gà chọi vô mặt nó. Mày. À, tới cái rừng tre này. Nó đâu có ủi được tre đâu. Ê, nhưng mà con kia nó bắn được mình nha. Một chọi một với nó luôn. Mày, mày, chết đi. Uầy, nó trâu thì khỏi nói luôn mọi người. Ha ha, trâu đến mấy cũng chết thôi. Lần sau mình để ý kỹ nha mọi người là uống sữa bò trước khi vô nhà nha. Nãy mình quên ấy. Đáng lẽ mình giết mấy ổng xong rồi mình phải đi qua trang trại ngay lập tức. Nhưng mà do mình hay quên đó mọi người. Nên là tạo ra cái cuộc xâm lược rồi luôn. Ôi, phù thủy nhiều quá. Mình sẽ giết phù thủy trước nha. À, mấy ông muốn tấn công dân làng nhưng mà không được. À, mình bảo vệ nghiêm ngặt rồi. Định tấn công dân làng của tao hả mày? Rồi còn một ông nữa nha. Xung quanh nhà mình thì không có hang cho nên là không sợ dân làng ác lọt vô ha. Ở đằng sau nhà mình mọi người ạ. Chỗ này hình như là không bơi vào được hay sao ấy. Để mình coi thử nha. À, đúng như mình nghĩ luôn các bạn ơi. Mình sẽ giết cái ông Evoker trước. Nhìn mấy thanh niên này bơi tội nghiệp vãi. Ui, đau quá, mình ăn một trái táo vàng vô nha. Mình bị mấy con vét nó bao quay nên là ném chết luôn mọi người ạ. Ôi trời, cũng tối luôn. Bị gì vậy?
Thanh niên bị mấy cái cây này đâm mọi người à. Tính ra trồng mấy cái cây này cũng có lợi chứ. Dạ, thế là mình đã chiến thắng mọi người ơi. May là mấy ông dân làng không bị sao ha. Mở cửa ra nè. Đấy, mấy ông vẫn còn bình thường. Ui. Mấy ông sợ tới mức mấy ông chui lên kia trốn luôn mọi người à. Các bạn nhìn nè, một đống đồ luôn, mình không có lượm được mấy cái thứ khác của dân làng ác ấy. Bây giờ mình sẽ cắt vô rương ha. Xuống đi mấy ông ơi. Trời ơi, để mình đập mấy cái cầu thang cho mấy ông xuống nha mọi người. Ui. Ui vãi. Mình dùng búa mình đập vô đầu ổng luôn. Tổng cộng là mình có 3 ông dân làng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho ăn bánh mì nè. Ông dân làng kia cũng lớn luôn rồi, là cái ông con đích hồi nãy á. Xuống đi mà. Leo lên đó chi nữa vậy? Không hiểu à, cho bánh mì nè, xuống đây. Thôi kệ ổng đi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài kia mình nhặt emerald mọi người ạ. Một đống chiến lợi phẩm ở dưới nước này mọi người. Đó, vậy thấy chưa? Ngọc lục bảo, yên cưỡi cái kiểu này. Tô tầm là chính ha. Thế là mình đã có thêm một cái tô tầm nữa mọi người ạ. Nói chung là giết mấy ông này thì dễ dàng rồi, không có gì khó khăn cả. Giáp của mình cũng hư hỏng không có nhiều. Thì là do mình bắt cẳng mọi người, không uống sữa bò, rồi sau đó bay vô nhà dân làng, rồi cái tạo ra cuộc chiến luôn. Chứ mình không muốn tạo ra cuộc chiến đâu mọi người ạ. Cuộc chiến nó vô nghĩa quá. Thì tập hôm nay mình tiếp tục xây dựng nha mọi người. Xây dựng dân làng này, mình tạo thêm một cái giếng với lại ruộng cho dân làng nữa. Mà khoan nha, hình như vừa thấy cái gì đó. Ê, anh Gu Lâm. Mình nhìn xuống cái bóng mình kêu, ủa sao cái bóng này giống anh Gu Lâm vậy? Nhìn lên thì anh Gu Lâm trên mấy nhà mọi người ạ. Vậy là ba ông dân làng sẽ tạo ra một anh Gu Lâm mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tới cái chỗ hộp sô cơ để lấy đồ xây dựng nè. Mình sẽ xây một cái giếng đá nha mọi người. Ở trong rương của mình thì chỉ còn đá thường thôi, không có đá cuội mọi người. À, đá cuội vẫn còn này, may quá, tưởng hết rồi mọi người ạ. Mình sẽ làm thêm pháo bông. Bây giờ mình sẽ lấy thuốc súng ra với lại một ít giấy. Giấy thì mình lấy từ Mỹ. Mỹ thì hết mất tiêu rồi. Rồi, mong là mấy ông dân làng sẽ tiếp tục sinh sản ha. Còn về sniper thì nhiều bạn vẫn muốn mình sinh sản nhiều sniper. Trời ơi, các bạn ơi, cái chuồng 5 con sniper là... Ủa khoan, 6 con sniper luôn đúng không? 2, 4. Ủa sao có 5 vậy? À đúng rồi, 5 con thôi. Nhiều bạn muốn mình sinh sản cho nó có đôi có cặp ấy. Thì để sau mọi người, nhiều sniper lắm rồi. Mai mốt thì có mở rộng thì mình lại tiếp tục sinh sản ha. Mình sẽ thu hoạch một ít mía để làm giấy. Khoan, mình vừa được cái gì đó. Cái quần xích mọi người ạ. Này là dân làng thợ rèn cho mình. Muốn chế tạo được đá cuội phủ rêu thì mình cần thêm mấy cái dây leo. Bây giờ mình sẽ đi cắt dây leo để làm đá cuội phủ rêu nha. Bây giờ là các bạn khỏi sợ zombie các kiểu nó chui vô được dân làng ha. Mình đào lóc ở bên ngoài hết rồi. Chỗ đây có một cái núi này. Để mình coi thử là cái chỗ này dân làng leo ra được hay không. Chắc là không được đâu. Mình đập cái dây leo này ra ha. Lỡ mà dân làng leo lên được, mấy ông thoát ra được á mọi người. Mình để cái núi tự nhiên như vậy đi, cái dân làng nó sẽ đẹp hơn. Ở đây có một ít gỗ mình chưa bóc vỏ này. Dây leo này chắc là đập ra luôn. Đập thì nó phí quá, mình lấy kéo mình cắt dây leo ở đây luôn, cho dân làng khỏi leo ra. Đến lúc xây giếng nha mọi người. Mình nghĩ là cái giếng này ai cũng biết xây hết. Cái giếng ở dân làng á mọi người, xây dễ mà đúng không. Bây giờ chúng ta đào 4 lóc chính giữa này. Rồi sau đó dùng đá cuội bao quanh. Đây, mình đã xây xong cái giếng. Đơn giản không mọi người? Quá đơn giản cho một cái giếng. Nhưng mà chưa đâu, cái giếng như vậy thì nó đơn giản quá đúng không? Ở dưới thì mình sẽ lót đá cuội phủ rêu với lại đá cuội bình thường. Nếu mà thiếu thì mình sẽ đi đào thêm nha. Xung quanh thì mình cũng trang trí một ít đá cuội phủ rêu luôn. Kiểu như giếng này nó bị đóng rêu lại mọi người. Mà ở ngoài đời cũng vậy đúng không? Các bạn thấy giếng nước lúc nào nó cũng có rêu hết. Mình trang trí như vậy là nó hợp lý á. Rồi, mình đã hết đá cuội phủ rêu, bây giờ mình sẽ đi đào đá cuội cũng như là làm thêm đá cuội phủ rêu nha mọi người. Mình sẽ lót hai cái cầu thang ở chỗ này. Rồi, để tạo thành một cái cửa, một cái cổng chứ lộn, một cái cổng ha. Rồi sau đó mình sẽ cuốc đường vô phía nhà mình. Nhiều bạn bảo là anh ơi, tại sao anh không cắm đuốc xung quanh nhà anh, chỗ nhà anh tối quá. Thì xung quanh nhà mình không cần cắm đuốc mọi người ạ. Tối cả nó đi. Cái vật nó sinh ra thì nó cũng không tiêu diệt được mình đâu. Nó sinh ra thì nó cũng chết queo à. À đúng rồi mọi người à, tập trước mình để cái giường xanh đâu rồi, mình chưa coi lại video cũ. Mình ngủ bên rừng tre sao mọi người, sau đó mất cái giường luôn. Trong rương đá thì chỉ còn gạch đá thôi mọi người à. Mình sẽ lấy gạch đá ra. Đẻ đi, đẻ đi, đẻ đi. Nổi trái tim lên là hiểu rồi. Một em nữa nè. Chưa lòi ra mọi người à. Mà mấy ông đẻ dân làng đỏ này nhiều quá. Ờ à, đẻ thêm rồi mọi người à. Vậy là được 4 em dân làng. Mấy đứa dân làng nhỏ thì nó ra được nha. Nó ra đây được nè. Còn dân làng lớn thì ra không được. Bị kẹt cái thảm rồi.
mình sẽ đi đào đá cuội nha mọi người. Các bạn vẫn nhớ cái câu mà mình nói cái con đường mòn gần nhà mình đúng không? Đấy, các bạn yên tâm đi, mình nói thật ấy, không có giỡn đâu. Con đường mòn đó gần nhà mình luôn và mình không dùng tọa độ nha mọi người. Trong lúc mình chặt cây, mình phát hiện được con đường mòn cuối cùng đó. Nhưng mà cái con đường mòn đó nó nằm gần hồ nước các bạn nha. Không biết là có thuận lợi hay không đây. Thôi kệ đi, tìm được là ngon rồi. Không dùng tọa độ nha, 100% là mình nói thật với các bạn luôn. Đấy, mình không có xạo hay gì cả. Trong lúc mình đi chặt cây là mình phát hiện được ấy. Và mình mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ series sinh tồn để mình có động lực mình làm tiếp các tập khác cho mọi người xem. Chỉ cần mỗi tập các bạn bỏ ra mỗi người một lượt like để giúp video đó đạt được 5.000 like là mình có động lực lớn mình làm tiếp cho mọi người xem rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một tí đá cuội phủ rêu nữa. Rồi mình sẽ vô mình xây cái giếng tiếp hơn mọi người. À đúng rồi mọi người ạ, cái chỗ này á mình thay thế bằng ván gỗ rừng này. Lần trước mình làm mình không để ý cho nên là mình quên đó mọi người. Gỗ rừng hình như là mình bỏ vô cái rương nhà mình rồi. Gỗ rừng thì chỉ còn có 12 cục à. Mình sẽ lắp cái gỗ rừng này vô nhà. Đấy, đã xong nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo phiến đá cuội phủ rêu với lại phiến đá cuội bình thường. Mình sẽ lắp ở phía dưới nha mọi người. Mà lắp ít thôi, lắp nhiều quá nó kỳ kỳ. Sau đó mình sẽ chế tạo tường đá cuội và tường đá cuội phủ rêu. Mình để ở đây một cục, ở đây một cục. Rồi, bên đây một cục. Rồi mình để bốn góc khác nhau như vậy nha. Mình sẽ làm cái mái giếng bằng gỗ tre nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ chế tạo khối tre thành gỗ tre. Mà khoan, vẫn còn một ít gỗ trong rương, lấy ra hết luôn. Chế tạo thì nó phí quá đúng không? Mình sẽ cho hai cái hàng rào gỗ tre lên như vậy. Rồi sau đó mình sẽ cho phiến gỗ tre vô hai bên như vậy. Và chính giữa là ván gỗ tre. Khoan nha, hình như mình thấy nó kỳ kỳ mọi người ạ, đúng không? Mình làm bị sai rồi, đợi mình một tí nha, mình sửa lại đã. Bây giờ mình làm bằng cầu thang hết đi ha. Như vậy nó mới ổn hơn nè mọi người. 1, 2, 3, 4. Nhưng mà nó vẫn chưa được cao lắm. Mình sẽ cho phiến gỗ rừng lên thêm nữa. Đây mình sẽ lót phiến gỗ rừng lên, như vậy. Coi lại nha, đó, nó ok hơn chưa mọi người. Rồi xung quanh giếng thì mình làm ruộng luôn mọi người ạ. Các bạn thấy hợp lý không? Mình sẽ đổ nước vô cái giếng. Sẵn tiện mình cắm lồng đèn vô luôn. Cắm một cái lồng đèn thôi. Mà cái cổng này mình thấy làm nó cực kỳ sao á. Mình làm theo cái kiểu này thử đi. Ờ cái kiểu này mình thấy ok hơn nè. Ok, thế là giếng nước vô hạn nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ làm ruộng xung quanh giếng nha. Chỗ đây thì để cho dân làng trồng trọt thôi chứ mình có ruộng rồi. Bây giờ mình sẽ vô nhà mình chế tạo cái cuốc mới. Sẵn tiện thì mình chế tạo thêm lồng đèn luôn ha. Lồng đèn thì ủa cái gì vậy? Ổng tặng hoa cho mình mọi người ạ. Đây nè, cảm ơn dân làng. Ui, tặng thêm cho mình cái ủng xích này nè mọi người. Đuốc thì bây giờ mình chỉ cần lấy thêm que, rồi lấy thêm than ra. Mình chế tạo một đống đuốc nữa. Sau đó là mình lấy sắt ra, mình chế tạo thêm lồng đèn. Rồi sau đó mình chế tạo cái cuốc mới. Ok, bây giờ mình sẽ đi cào ruộng nha. Các bạn nhìn đất ở đây xanh tươi đẹp lắm đúng không? Và chỗ dân làng này còn rất là nhiều chỗ để chúng ta xây dựng nha. Các bạn muốn mình xây cái gì nữa thì nhớ để lại comment ở phía dưới nha. Mình tính là xây một cái tháp canh gác á. Tháp canh gác này mình xây bằng gỗ tre luôn. Lần trước là nhiều bạn bảo mình xây giếng, cũng có bạn kêu mình xây tháp luôn. Thì cái đó là gợi ý của mình ở cái tập xây lần trước rồi. Cái tháp thì nó đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần xây nhỏ như vậy thôi. Sau đó cho cao lên. 1, 2, 3. Mình xây ở phía dưới là khối gỗ tre nha mọi người. Còn ở phía trên là mình xây bằng ván gỗ nha. Như vậy nó sẽ đỡ tốn hơn mọi người ạ. Trong rương thì còn 52 cây tre này. Mình sẽ dùng tường đá cuội còn dư này, 4 cái. Sau đó là cho hàng rào gỗ tre lên cao 2 lóc. Trong rương của mình còn gỗ sồi này. Mình lấy ra mình chế tạo que. Sau đó là mình chế tạo thang leo lên. Mà mình nghĩ cái thang leo này dân làng biết leo lên đó mọi người. Các bạn cũng thấy hồi nãy là mấy ông leo lên cái nhà kho của mình đúng không? Ơ, hình như là mình thiếu cầu thang mất tiêu rồi. Cầu thang như vậy không đủ. Chết rồi. Gỗ tre mình cũng hết tiêu rồi. Không lẽ bây giờ mình phải bay qua mình chặt thêm tre ta? Chắc là vậy rồi mọi người. Rồi chịu khó qua chặt thêm tí tre mọi người ơi.
Lần trước là mình dùng kiếm kim cương mình chặt tre mọi người, ui vãi à. Ok, vô đây tre là đủ rồi, bây giờ mình sẽ bay về lại nha. Sau đó thì mình sẽ chế tạo thêm khối tre và tách ra. Và sau đó mình sẽ chế tạo thêm cầu thang gỗ tre. Mình sẽ lắp cầu thang gỗ tre vô, tạo thành một cái mái. Ở phía trong thì mình dùng gỗ rừng luôn, như cái mái giếng vậy. Rồi sau đó là mình sẽ cắm lồng đèn vô. Hình như ở phía trên nó còn thiếu thiếu vài cái gì đó mọi người. Mình lót vô như vậy thì mình thấy ok hơn mọi người. Nó không còn bình thường nữa. Rồi chế tạo thêm vài cái nữa này. Chế tạo cửa sập là nó tốn gỗ nhất luôn ấy mọi người. Rồi sau đó mình sẽ chế tạo phiến gỗ rừng, mình lắp vô. Rồi bây giờ mình xuống lại cho mọi người xem nè. Đó, tự nhiên thấy cái máy nó ok hơn một tí mọi người ạ. Bây giờ mình cùng các bạn đi chặt tre tiếp ha. Mình muốn xây thêm vài cái cục đèn nữa mọi người ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chế tạo thêm cầu thang gỗ tre nha mọi người. Mình sẽ tách cái khối tre này ra. Sau đó là chế tạo cầu thang gỗ tre. Chế tạo nhiều một tí. Ok, vậy là mình đã có hàng rào gỗ tre, cầu thang gỗ tre. Và bây giờ mình sẽ chế tạo thêm cửa sập gỗ tre nữa mọi người. Ở trong rương vẫn còn một ít gỗ tre nè mọi người, lấy ra hết luôn. Bây giờ mình lên phía trên mình đập cái phiến này ra lại. Rồi sau đó mình lót cầu thang gỗ tre vô. Rồi, chúng ta xuống phía dưới coi lại nha. Đấy, mình thấy như vậy nó hợp lý hơn nè mọi người. Ok hơn không? Để cái phiến thì nó không đẹp cho lắm mọi người ạ. Để cái cầu thang vô là hợp lý liền. Và bây giờ thì mình xây thêm mấy cái cột đèn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chế tạo tường gạch đá nha mọi người. Mình có sẵn một ít rồi này, mình chế tạo thêm. Sau đó mình lấy hạt giống mình trồng luôn. Mình sẽ trồng ruộng cho dân làng. Thì mai mốt mấy ông dân làng, mấy ông tự trồng hạt giống nha mọi người. Mình trồng được như đây thôi, 64 hạt giống. Và bây giờ mình sẽ làm mấy cái cột đèn ha. Ở đây một cột nè. Cột đèn thì làm như vậy nha mọi người. Mình cho phiến lên và xuống dưới lại nè. Để hai cái cửa sập qua như vậy. Rồi sau đó là hàng rào. Tiếp theo là treo lồng đèn thôi. Đấy. Các bạn thấy cái cột đèn này hợp lý không mọi người? Rồi tiếp tục làm như vậy ha. Mình hết gỗ tre mất tiêu rồi mọi người ạ. Mình chỉ làm được 3 cái cột đèn thôi, còn thiếu vài cái nữa. Tập sau thì mình sẽ xây thêm cột đèn ha. Bây giờ mình sẽ đi đặt lồng đèn xung quanh dân làng để mà nó đỡ tối mọi người. Chỗ này nó hơi tối, mình sợ tụi quặt nó spawn ra. Làng tre thì chúng ta phải trồng tre nó mới hợp lý đúng không mọi người? Trong rương thì hết tre mất tiêu rồi. Muốn trồng thêm tre thì mình phải đi chặt tre thôi. Bây giờ mình sẽ ngủ một giấc. Sau đó chúng ta đến với công đoạn khó nhất, đó chính là dẫn dân làng. Công đoạn này nó mới khổ nè mọi người. Dẫn dân làng bằng thuyền hay là mình cho ổng đi theo ta? Chắc là cho ổng đi theo mọi người. Ở đây có 4 ông đúng không? Và chúng ta dẫn cái ông trao đổi sách trước. Chỗ đây là bàn của ổng đúng không? Mình đập cái bàn ra, đập cái chỗ thảm này ra. Sau đó là mình đặt cái bục sách ở đây. Đấy, ông đi theo nè mọi người. Trước hết là mình phải trao đổi với mấy ổng mọi người ạ. Rồi cho mấy ổng đi theo cái bục sách này luôn, mình mới dẫn đi được mọi người ơi. Đây, dân làng đầu tiên đã vô cái ngôi làng của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp cái thân cây này lại nè, cho mấy ông khỏi đi ra. Mình sẽ cho cái bục sách này lên phía trên nhà nha. Để đây ha. Chúng ta đến với dân làng tiếp theo, đó chính là dân làng thợ rèn. Đầu tiên thì mình sẽ trao đổi với ổng trước, rồi sau đó là đập cái bàn nghề đó ra ha. Đây là dân làng thợ rèn nè, ổng đổi than, lấy một ngọc lục bảo. Ở trong rương thì còn có 7 than à. Và mình đã đổi thành công với dân làng thợ rèn. Cái gì mà lắc đầu không vậy? Mình sẽ đập cái lò rèn ra nha. Nếu mà mình dắt bằng xe mỏ thì cũng được, cũng nhanh, nhưng mà thôi, làm đường ray cái kiểu cũng tốn thời gian lắm đúng không mọi người? Mình sẽ chịu khó dắt bằng cách này luôn. Tự nhiên nhìn cái mặt nạ của ổng giống ông Chiaya trong Naruto á mọi người. Nhìn ổng đi mắc cười quá à. Đi mà còn lấy hai cái tay ịnh vô nữa. Ok, tới chỗ rồi mọi người ạ. Thêm một ông nữa ha. Ổng mà đi vô được cái vùng này là có thể sinh sản ra được dân làng trung rồi á mọi người. Tiếp theo là ông nào đây? Ông này đổi sách. Mình đập cái bục sách ra này. Mình cho ổng học nghề khác mọi người ạ.
ổng học cái gì đây, thợ công cụ, lại đổi than à. Thợ công cụ là cái bàn rèn đúng không? May quá mình còn một ít than trong này. Lấy luôn cái số gạch này ra để làm cái chậu. Ê, giờ mới nhớ là chưa làm cái chậu theo yêu cầu của mấy bạn fan luôn á. Sorry mọi người nha, lần trước mình mê mình xây dân làng quá mình quên mất tiêu rồi. Lát nữa mình làm cho mọi người xem ha. Mình sẽ đổi với lại cái ông thợ công cụ này. Rồi, cho ông giữ nghề ha. Sau đó là mình đem vào kia luôn. Mai mốt mấy ông sinh sản ra nhiều thì mình đổi sách sao cũng được. Cây cấp hiệu suất mình sẽ ép vô chung với lại cái cây cấp độ mềm mại nha. Là nó có hiệu suất nè, có độ mềm mại luôn. Mai mốt mình lấy vật phẩm cho nó lẹ mọi người. Ui vãi, vỡ cái bàn rèn luôn rồi. Vậy là mình chỉ còn 51 level thôi. À sẵn tiện thì mình enchant cái tốc độ linh hồn vô giày luôn mọi người ạ. Mình sẽ làm một cái đêm mới nha. Bây giờ thì mình sẽ ép tốc độ linh hồn vô giày. Hồi hôi 13 phù phép. Mà thôi kệ, ép vô luôn. Thế là chỉ còn 38 level thôi mọi người ơi. Ê, ông đi vô nhà đây rồi. Mình để sao quá mọi người à. À không phải là ông không đi qua, mà là trời tối mọi người à, ông đi vô nhà ngủ. Trời ơi làm hết hồn thanh niên này. Còn cái ông này đổi ngọc lục bảo, lấy 10 viên gạch. Mình sẽ đổi luôn nha. Đổi cho ông giữ nghề. Mình dẫn hai ông qua một lúc luôn. Mình sẽ đặt cái đá mài này ra. Ok đi thôi. Ôi ông đi qua kìa mọi người. Vậy là có xa cỡ nào thì ông vẫn đi qua mọi người ạ. Đây mình đập ra lại nha. Ôi bây giờ ông muốn đi vô làng luôn kìa. Mình để cái đá mài ở phía trên này rồi mà ổng không đi qua mọi người, không biết tại sao nữa. Alo. Alo. Ủa kỳ vậy ta. Đặt cái đá mài chỗ này mà còn không xuống nữa. Cái bàn rèn thì mình sẽ đặt ở đây. Và sau đó mình sẽ cho giường vô nha mọi người. Nhà này thì mình sẽ cho hai cái giường. Còn vài cái mình để qua bên nhà khác. Nhà cấp 1 là để được hai cái giường rồi á mọi người. Còn nhà này thì nó rộng lắm, để bao nhiêu cái cũng được hết. Rồi, còn cái đống chỗ luôn ấy. Dân làng tre là phải có nhiều tre nó mới đẹp được. Hay là lộn cái bàn rồi ta. Đây là bàn đá mài của ổng mà. Tại sao ổng không chịu ta? Hay là cái a, à, cái này mọi người á, lộn rồi. Cái máy cắt đá chứ không phải là cái đá mài. Ui vai à. Bảo sao? Đây mới đúng nè. Bảo sao người ta cứ đi vô nhà. Mình đã dẫn hết dân làng vô trong rồi nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vô nhà chế tạo bánh mì mà hình như trong nhà mình hết lúa rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra đây mình thu hoạch lúa chế tạo bánh mì cho dân làng ăn mọi người. Dân làng sẽ sinh sản ra thêm. Mình sẽ cho hai em gà này ăn để sinh sản ra gà mới. Cũng như là cho bò ăn luôn. Cừu cũng vậy. Còn hai con cừu hồng với lại một con cừu xám. À còn cái đống kiện rơm nè. Sau đó là mình sẽ đặt tên dân làng. Mình sẽ đặt là dân làng tre nha mọi người. Ở phía dưới là tên của mình. Ở lúc nào cũng vậy hết. Ký tên cái kiểu ha. Sau đó là mình sẽ lên lầu cho mấy ổng ăn bánh mì. Để mấy ổng sinh sản ra dân làng tre. Ha ha ha. Ủa mấy ổng đứng ngoài trước sao mình không thấy vậy. Để tính ra vừa đi ngang qua luôn á. À đúng rồi, mình thiếu cái chuông mọi người ạ. Cái chuông làm như nào, hình như cái chuông chế tạo không được. Ê mấy ổng sinh sản mọi người ạ. Dân làng tre, dân làng tre. Đợi lâu quá à, nổi trái tim mà không thấy sinh sản luôn. Dân làng tre. Thấy chưa mọi người? Các bạn thấy chưa? Đây là dân làng tre nè, nói mặc đồng phục là dân làng tre luôn. Ôi, mong mấy ổng lớn mấy ổng học nghề quá. Rồi, thì chỉ cần mình đặt nhiều giường là mấy ổng tiếp tục sinh sản thôi, cho ăn bánh mì nữa mọi người. Bánh mì này mình không ăn nha, mình để dành sinh sản dân làng tiếp. Hôm nay mình đã hoàn thành cái vụ dẫn dân làng qua cũng như là sinh sản dân làng tre mọi người, xây thêm cái giếng cũng như là cái tháp canh gác ha. Và bây giờ mình cùng các bạn đi khảo cổ công trình mới nha. Let's go. Mà cái cánh mình nó hư rồi mọi người ạ. Nhiều bạn bảo là anh ơi anh đi sửa cánh đi. Thì chắc là mình sẽ qua bên dân làng mình đổi sách trong tập sau mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy gạch, mình chế tạo cái chậu, sau đó mình bỏ lên cái bình. Ôi được nè. Ê nó khớp vô luôn nha mọi người. Hợp lý vậy ta. Ê nhưng mà đây là cái bình ấy mọi người. Cái bình có hoa văn. Cái này là để mình trang trí ở trong cái viện bảo tàng thôi. Thì mình cũng có thể làm cái bình bự mà đúng không. Đây nè, làm bằng gạch luôn. Ấy mình làm vài cái đi ha. Ok hợp lý ấy. Nhưng mà mình mắc cái giường xanh uổng quá mọi người. Tự nhiên nhớ cái giường xanh ghê á. Cái giường xanh nó đồng hành với mình rất là lâu luôn. Mình sẽ trang trí ở đây một chậu nè. Ở đây một chậu. Sau đó là bỏ mấy cái chậu hoa lên. Đấy. Và cắm hoa đào vô.
Ui, nhìn đẹp thiệt đó mọi người ạ. Và mình còn một phần đất trống ở đây nè mọi người. Chắc là xây thêm một cái nhà cấp 1 hoặc là một cái gì đó, cái hồ cũng được ha. Mình sẽ làm thêm cái thùng ủ phân mình để chỗ này mọi người, để cho dân làng nông dân học nghề. Thùng ủ phân thì chỉ cần phiến gỗ nè, đấy là xong, để ở đây. Khi nào dân làng lớn là dân làng học thành nghề nông dân thôi. Và bây giờ mình sẽ đi khảo cổ nha mọi người. Mà mình thiếu cái chổi quét rồi. Mình vô nhà mình lấy cái chổi quét đã. Cái chổi quét thì chúng ta chỉ cần lông gà. Đây rồi. Và đồng. Thêm một cây que. Ok, mình đã có chổi quét nha mọi người. Mà cái cánh này nó hơi mất tiêu rồi. Lấy cái cánh khác ra xài. Đây nha, mình sẽ bay thẳng qua hướng này. Cái hướng mình chặt cây lần trước nè. Mình có đánh dấu mọi người ạ. Ờ, đâu rồi? À đây rồi mọi người ạ, chỗ này nè. Đó, các bạn thấy chưa, cây nó vẫn chưa đụng lá hết nè. Chỗ đây mình phát hiện con đường cuối cùng. Tại sao chỗ đây nó lại có bờ lóc màu cam? Đó, mình đang chặt cây thì mình lại rồi sau đó mình phát hiện mình đặt dấu ở đây mọi người ạ. Rồi mình đập gỗ rừng này ra lại nha. Ở phía dưới nó rất là sâu mọi người ạ. Ui, vãi, nó có cả block bùn luôn nè. Ôi, rất là sâu luôn mọi người ạ. Ê, cái gì đây mọi người? Block gốm. Nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy các đáng ngờ đâu cả. Xuống đây mình thấy toàn là block gốm không à. Ui, ui, nó đè. Ui, vỡ các đáng ngờ rồi. Mình không để ý mọi người ạ. Khó thấy thật sự ạ. Block sỏi đáng ngờ quét này. Được cái gì đây? Lúa hả? Sao lại là lúa? Sao không phải là đĩa nhạc mới? Cái này nó tổng hợp lại mấy cái block linh tinh không à mọi người. Ồ, đây nè mọi người, lại có thêm sỏi đáng ngờ. Cái gì đây? Mảnh gốm. Mảnh gốm gì đây? Ui, mảnh gốm Reaper mọi người ạ. À, rất là đẹp luôn. Đây nè. Dễ thương vậy. Mảnh lửa mọi người ạ. À, nhìn rất là đẹp luôn, một ngọn lửa đang bốc cháy. Tiếp tục tìm sỏi đáng ngờ. Đây rồi. Trời, có cả tấm kính luôn hả? À, có thêm này mọi người. Ui, cái tàn tích này sâu cực kỳ luôn á. Ui, lại tấm kính à. À, vẫn còn này. Rất là nhiều luôn. Cây cúp à. À, cây cuốc gỗ mọi người ạ. À, lại mảnh gốm nè. Mảnh gì đây? Mảnh chó sói mọi người ơi. Mình phải cẩn thận mới được, lỡ may đào chúng sỏi đáng ngờ vỡ uổng lắm. À, đây rồi, có thêm nè. Ui, ở phía dưới là đá cuội với lại gạch đá mọi người ạ. Gì đây? Bột nhựa mà. Ở trong này không có trứng sniper đâu nha mọi người. Trứng sniper chỉ có ngoài biển thôi. Trong này chủ yếu là chúng ta tìm đĩa nhạc hiếm này. Rồi thêm vài cái mảnh gốm hiếm thôi. Vẫn còn luôn mọi người ạ, rất là sâu. Ui, có cả thang leo luôn nè. Con đường mòn gì lạ vậy? Ui, đâu ra cái bàn chế tạo vậy? Ông nào đặt cái bàn chế tạo dưới này vậy? Chắc là người cổ đại người ta chế tạo xong người ta quất ở đây á mọi người. Ui, các bạn nhìn nè, sợ đáng ngờ. Cái gì đây? Trời ơi, bụi cây khô. Ở đây có thêm rất là nhiều sỏi đáng ngờ luôn. Ừ, cái gì vậy? Đĩa nhạc gì? Ui, cuối cùng cũng tìm được rồi mọi người à. Ok, đã có nha mọi người. Cứ tưởng là khó lắm mới tìm được đĩa nhạc chứ. Nhưng mà đào vẫn ra được. Quá tuyệt vời mọi người à. Tiếp tục đào nha. Mình thấy cái khảo cổ này tuyệt vời quá mọi người. Đào mãi không chán luôn ấy. Ui, cái gì đây? Mảnh vỡ. À không, mảnh rèn. Ui, mảnh rèn mới. Mảnh rèn trang trí giáp kiểu người chủ. Mình thấy cái màu này giống cái màu của dân làng quá. Tiếp tục là sỏ đáng ngờ. Cái gì đây? Mảnh gốm đi. Đúng rồi, phải vậy chứ. Mảnh gốm mới. Ờ, mảnh gốm cho sói. Trời ơi, cho sói có rồi. Các bạn nhìn nãy giờ mình đào nè. Ui, từ một cái chỗ nhỏ xíu thôi mà đào ra rất là rộng luôn nha. Còn nữa chứ không phải hết đâu. Ui, thấy chưa? Nó vỡ sỏ đáng ngờ luôn rồi. Mình phải cẩn thận mới được, không để vỡ uổng lắm. Ui, không phải làm đào mà là sỏ nó sập xuống nó vỡ luôn mọi người ha. Ui, nó vỡ mấy cục rồi. Buồn ghê, làm tốn mấy cục sỏi đáng ngờ rồi. Gì đây? Gì tím tím vậy? Ui, nến nữa à, có nến luôn. Gì đây?
dây xích à? Oh, một cái tấm biển treo mọi người à. Tưởng dây xích chứ. Ở dưới có mấy cái lóc gốm rất là đẹp nè. Lấy về trang trí luôn. Đĩa nhạc nữa hả? À không, cái gì đó. À, cục gạch mọi người ạ. Ôi, lại thêm một cây nến đỏ nữa. Không biết khi nào mà mình đào xong. Ủa, cái gì đây? Mình đào trúng cái gì đó mọi người ạ. Nó giống như là một cái hộp. À, cái này mình biết nè. Cái này là cái bàn nghề của dân làng thì phải á. Đúng rồi, khung cửa bàn nghề của dân làng. Đây, tiếp tục là sỏi đá ngờ. Mảnh gì đây? Mảnh Ripper nữa mọi người ạ. Đẹp ấy, mình lấy cái mảnh này. Ui, lại thêm một cái đĩa nhạc nữa. What? Sao mọi người bảo đĩa nhạc này hiếm lắm mà. Mình đào ra được hai cái luôn. Gì đây, thêm đĩa nhạc nữa à. Ba cái đĩa nhạc. Các bạn ơi, đĩa nhạc này hiếm lắm không? Mà sao mình đào ra liên tục vậy? Ba cái đĩa nhạc rồi nha. Ờ, hết rồi mọi người à. Mình đào xuống dưới là toàn đá không à. Ui, cả đống trong này luôn. Các bạn nhìn nè, một đống sỏi đáng ngờ luôn. Mình đập vô cái chỗ bùn này thì mình thấy nè. Wow, tuyệt vời. Chúng ta kiếm thêm mảnh thôi. Đây là mảnh ngọn lửa. Mảnh gì đây? Mảnh Ripper nữa mọi người ơi. Trong này thì có mảnh Ripper với mảnh lửa là nhiều nhất luôn ấy. Cái bật lửa à? Ờ, sợi dây mọi người ạ. Hình như là nến. Nến nó mới ra lâu như vậy á. Ok, hết rồi mọi người ạ. Cả đống sỏi đáng ngờ trong này mà mình đào ra toàn thứ linh tinh không à. Trong này có gạch này, có gốm các kiểu luôn. Ờ, mình sẽ đào qua hướng khác mọi người. Lỡ may nó có thêm thì sao. Ờ, hết rồi. Hết mất tiêu mọi người à. Vậy là trong này mình tìm được đĩa nhạc mới nè. Tìm được rất là nhiều block gốm luôn. Và có thêm một đống sỏi. Đó là tàn tích đường mòn mọi người ạ. Và ok, mình đã khám phá cho mọi người xem rồi đúng không? Tàn tích đường mòn là nó như thế nào. Hình như nó có thêm vài cái mẫu rèn ở dưới đó nữa đúng không mọi người? Mình nhặt được một cái à. Và tập sau các bạn muốn mình làm giáp gì từ mẫu rèn này nữa thì các bạn nhớ để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn các bạn vào video Minecraft lần sau. Bye bye mọi người.